rồi, bắt đầu đón giao thừa rồi. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi. Đấy, chúc mừng năm mới. Ông ơi, sáu á. Ờ. Ông ơi, chết pháo không? Đây, thủ đô Hà Nội đang bắn pháo hoa. Chúng ta ở bên tiệc đang chuẩn bị bắt đầu ca nhạc nhá. Cô Hòa đâu? Và chúc Tết cháu đi. Bà làm thủ tục thắp hương các cụ tí. Ông ơi, chúc pháo ạ. Thôi cũng thay mặt gia đình chúc gia đình ông bà với các con mạnh khỏe nhá. Sang năm mới đạt nhiều thành tích mới. Cậu đang ở nhà gì ạ? Không, cậu đang nhà trống. Cho nói chuyện với cô với cậu. Đây. À, con cháu năm sớm. Ôi, ai đấy? Thưa đồng bào, đồng chí Bất Thành gọi điện nên chúc Tết. Năm 2019 vừa qua, nhờ nỗ lực của toàn đảng, toàn quân, đất nước đã từng bước vượt qua khó khăn do những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu và thiên tai dịch bệnh gây ra. Tiếp tục cũng thay mặt gia đình chúc Tết ông chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Tiến Lương, ký bắt tay cái. Vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Thắng lợi đó một lần nữa khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định chủ trương chính sách đúng đắn. Ông chúc Tết ông Trần Tiến Lương đấy. Bác Hồ ở trên kia nhìn thấy Bác Hồ chưa? Hồ đấy. Tôi thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ trên mọi miền tổ quốc, kiều bào ta ở nước ngoài, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Xin cảm ơn ông. Nhân dân các dân tộc trên thế giới, lời chúc hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Nhà nước và nhân dân Việt Nam cảm ơn những tình cảm hữu nghị, sự hợp tác thiết thực của các nước, các tổ chức quốc tế và sẽ làm hết sức mình vì sự thịnh vượng, phát triển chung của các dân tộc. Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, năm 2010, năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2006-2010 và tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, cũng là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn: 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 65 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 1000 năm Thăng Long Hà Nội, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 1000 năm Thăng Long Hà Nội, cuối năm nay ông cháu ta về nhà để giữ phát huy tối đa các nguồn lực và khả năng lao động, học tập, sáng tạo với hiệu quả cao nhất, thực hiện thành công các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10 và Quốc hội khóa 12 đã đề ra. Toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta tăng cường đoàn kết, chung sức chung lòng, chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi. Mừng xuân mới, thắng lợi mới. Tôi để bàn lâu. Alo. Xin chào. Thưa rồi, gia đình các bác xin cảm ơn cháu. Nhân đây cháu đang Tết ở đâu? À dạ. Đang ở nhà trong cửa hàng ba. Đây là bà nội đã. Bác Phương ở đây. Ngồi xa ra không có tắt gì bây giờ đấy.
đây nói chuyện bác, chúc Tết bác này. Thế hôm nay bác cũng gọi điện về nhà rồi, vừa gặp bố mẹ cháu với cả ông Tuấn Điếm rồi nhá. Thôi năm sớm thì bác chúc cháu sang năm mới mạnh khỏe nhá, rồi có cái tin vui lớn, rồi vợ chồng làm ăn cho nó phát đạt nhá. Ở đây ấy nó sang rồi gì à, chưa sang à, đồng thân bà. Sớm đến rồi bạn có thấy bâng khuâng út lá ngủ say đã đến ngày chủ dậy, ta vẫn mong mình như trời non ấy để được vươn lên sống với một đời xanh. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, đã đến lúc thức dậy một bình minh đất Việt. Xung quanh chúng ta, khí xuân, sắc xuân, hồn xuân đang hiện diện. Và trong thời khắc đất trời giao hòa, thật thiêng liêng như này, những giai điệu âm nhạc thấm đậm vốn dân tộc mà các nghệ sĩ chúng tôi gửi đến trong chương trình chào xuân hôm nay sẽ tô thắm một mùa xuân an lành thịnh vượng đến với những người con đất Việt và vùng cho Thăng Long 1.000 năm tuổi. Sau đây, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng thưởng thức chương trình.